khi vô clip thì các bạn hãy nhớ nhấn like, subscribe ủng hộ kênh của mình nha. Và các bạn đừng quên là các bạn nhớ Facebook của em nhiều lắm. Chịu hoài. Dạ ok, giờ vô vấn đề nè. Sơn quá. Thì nói chung là mình sẽ thông báo một cái tin rất là hấp dẫn. Dẫn. À, đó chính là kênh Linh Baby của mình là kênh này đã đạt được 500.000 subscribe. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn yêu quý, yêu mến, thân mến, thân thương lớp Du Tu Cà Mơ đã 500.000 người luôn đó nha. 500.000 bạn đã đăng ký kênh của mình. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Các bạn đã ủng hộ kênh của mình một thời gian rất là dài rồi, mấy tháng, một năm hay mấy năm gì đó rồi. Thì hôm nay đã đạt được nửa cái nút vàng. Nửa cái nút vàng rồi, ăn phân nửa nút vàng rồi. Nửa nút vàng. Ok, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bốn tim. Thì hôm nay thì nhân dịp ăn mừng 500.000 subscribe thì mình có mừng một cái dĩa nhỏ nhỏ thôi. Gì bên này? Sashimi. Sashimi nhỏ nhỏ vậy đó. Xương. Nói chung là cũng lần đầu trải nghiệm nên là mình cũng mua thử dĩa hoành tráng về để mình ăn xương xương review luôn. Ăn mừng. Nói chung là dĩa này để ăn mừng 500.000 sub đó mọi người. Nói chung là kinh phí không có nhiều nên là mình chỉ hạn chế nhiêu thôi. Mai mốt lỡ lên chơi 1 triệu subscribe cái mình sẽ quất nguyên một bàn bự luôn. Tràn cái bàn này luôn. Cua cua này. Ôi, cua mấy triệu con luôn á. Chục triệu nhiêu. Ok, các bạn ơi, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh của mình nhiều nhiều lên nhiên để mình được cái nút vàng. Để cho biết với người ta đó. Với lại hả, mình sẽ ăn mừng hoành tráng luôn. Đúng rồi, hoành tráng lệ luôn. Ok, bây giờ mình sẽ vô thay. Khi ăn cái này thì mình phải ăn với nước tương chứ mình không ăn với nước mắm. Nước tương này nước tương của Nhật Bản nữa chứ không phải là nước tương Việt Nam. Đâu, cái này nước tương Tâm Thái Tử. Tôi đã giận. Chứ nếu mà các bạn ăn cái sashimi này với nước tương Tâm Thái Tử thì cái vị nó không hợp lắm nha mọi người. Rồi, đậu vô. Mình sẽ thử pha cho mình một cái chén chấm. Đó, nước tương. Wow. Rồi, ok. Ok. Đây, bây giờ mình sẽ dứt miếng quá sao bị mở vô. Quá sao bị là ai ăn ít bỏ ít nan nhiều bỏ nhiều vậy thôi. Ừ. À, giống mắt chào. Giống qua bà bỏ vô cái bánh xù cho tôi á. Đây. Tôi đang ám ảnh cái đó người má. Thôi ám ảnh thì mình đừng bỏ. Thôi bỏ. Trời nhiêu vậy? Hơi nhiều. Hơi nhiều thôi. Mình ăn không biết được không nên là mình bỏ được trước. Không, mình cũng biết ăn cho nên là bỏ thêm một chút là nó cũng không sao. Mình bỏ vô cái mình dầm dầm ra vậy hả? Đúng rồi. Không, nhưng cái cách ăn của người Nhật đó là người ta chét cái này nè lên trên cái miếng cá luôn. Xong rồi mình cái ta mới chấm tương không. Ừ, cay lắm má. Ui. Đó như cái cách ăn của người ta vậy đó. Ở trong đây có gì ta? Có đầu tiên rong biển. Ủa lộn. Trời ơi, không nha, không nha. Cá hồi, bụng cá hồi. À, cái này sò đẹp. Sò đẹp. Cái này gì? Sò đỏ. Sò đỏ. Cá chích, chích ép trứng. Cá chích ép trứng. Đúng rồi. Này là củ cải chắc. Củ cải. Rừng. Rừng. Wasabi. Gừng. Gừng. Đây, wasabi. Rồi, xin mời các bạn ăn nha. Yeah. Xa chào cô chú đi. À lộn à, tào lao rồi. Linh Linh xin chào cô chú. Linh chào cô chú đi con. Mấy bạn nâng ly lên nha. Một. Hai. Một. Rồi đó má, tháng 7. Oh. 2, 3 tháng 7. Sắp tới luôn rồi còn gì. Trời ơi, có làm nào mấy bạn gửi quà cho bà không? Chắc có luôn hả? Có chứ. Có hả? Có. Ghê vậy trời, sướng vậy. Thì bây giờ mình sẽ ăn thôi. Ăn đi. Ngại ngần gì nữa. Mình nêm thử miếng. Sao mặn quá Thu? Ờ hơi thiếu đường ha. Anh quay phim ơi, cho miếng đường đi. Ờ, miếng gì đường. Bữa nay ăn mừng 500 sọc đi lấy giùm đi. Thiếu đường. Xin mời mọi người. Bỏ miếng gừng. Không biết nữa, thấy người ta bỏ qua đâu. Anh cha. Anh chào luôn. Ok. Trước tiên anh công nhân. Trời ơi, tôi cũng vậy luôn á. Sao tôi tính vậy luôn á. Tại vì nhìn cái sợi này ăn hấp dẫn hết trơn. Đúng rồi. Xin mời mọi người nha. Mời mọi người ăn nha. Ăn mừng cùng bà Linh. À. Bây giờ mình sẽ thử một miếng cá hồi. Bụng cá hồi. Bụng cá hồi. Thì ở trong cái con cá hồi á thì thật ra là cái bụng là cái ngon nhất. Vì nó béo nhất, nó có những cái cái sớ mỡ này nè. Nè, đó, xong rồi sớ mỡ rất là béo. À. Rồi xong này là sống chưa tái chế. Ừ, chưa tái chế là gì má, chưa nấu, chưa nấu. Vô. 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 Happy New Year. Cái này này ăn sinh nhật sớm hay gì? Mang hồ bụng hương quẹo quẹo quẹo. What the hell?
tôi bấm rồi tôi không được ăn. Trời ơi mà đã vậy rồi nha, là trong video này tôi ăn ké bà luôn á, tôi ăn mừng ké. Rồi ngon quá. Tuyệt vời. Nhìn các bạn có thể có nhiều bạn nhìn nó sẽ thấy ghê tại vì nó sống. Nhưng mà ăn vô thấy không hề tanh nha. Nó bé lắm luôn á. Bây giờ ăn miết nha. Miết miếng nè. Trời ơi, lên đây coi. Đó, nó phải miết, có cái sự kết miết, hợp miết, như miết, vậy. Miết miếng. Cái gì nữa? Hết rồi. Rồi hết rồi. Rồi vậy đó. Vô. Giờ mới chấm vô cái nước chấm nè. Trời ơi, đừng có quýnh, đừng có dính miếng wasabi. Trời dính mới ngon chứ. Ngang siêu dọc. Trời. Trời, trời thổi giống như là đồ nóng vậy má. Ăn đồ lạnh lên thôi hả? Không quen hả? Nó bụp 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 bụp. Bụp bụp là cái trong nho nó giòn. Ngon quá. Béo ha. Rất là béo. Mềm tan chảy mịn. Xịn mịn. Xoan xịn mịn. Các bạn đang hot á. Xoan xịn mịn. Diễn tả cái này nè. Rồi bây giờ bà hãy kể cái quá trình mà bà bắt đầu kênh YouTube này đi. Bà bắt đầu kênh YouTube này từ khi nào? Nhớ không? Đâu có nhớ không? Hình như một năm hơn rồi. Hơn năm rồi. Từ tháng 1 năm, năm rồi á. Từ đầu năm rồi á. Mà bây giờ tháng 7 cũng gần 2 năm luôn rồi. Không, đó. Không, năm mấy? Tầm năm mấy, em nhớ vậy. Tầm năm mấy, tại làm kinh nhiều quá nên nhớ. Vậy thì trong cái quá trình làm đó thì bà có cái niềm vui gì và cái khó khăn gì? Niềm vui hả? Niềm vui là được mấy bạn ủng hộ nhiều, mấy bạn coi nhiều mới vui. Còn cái khó khăn hả? Là kinh phí nè, edit này y kia nè, nó tốn thời gian rất là nhiều và phải dành thời gian ra để quay lên ý tưởng các thứ thì nó cũng hơi cực nè. Tại vì thật ra mà nói á, để làm được một cái kênh, để tôi nói này, để mà làm được một cái kênh YouTube á là tôi cũng biết là rất là khó khăn. Có rất là những cái mà mình phải đầu tư cho các bạn xem nè, ví dụ như những cái món ăn như vậy nè. Đó là các công tiền, nói chung là phải có kinh phí. Đúng rồi, phải ủng hộ Linh thật là nhiều nha. Rồi mình phải thử miếng này cho nhanh nè. Này lấy gì bên này? Sò đỏ. Sò đỏ. Rồi. Sò đỏ này là cái con sò to đùng luôn á. Đánh đi hả? Không, chưa thấy con này bao giờ mọi người. Đây. Mình ăn mình luôn luôn mình phải kẹp vậy đó. Ngon. Xong chấm. Chấm nước mắm quá, của nước tương lộn. Nó là người Việt Nam. Này là món nước hoài. Mang nhân mì vậy á. Sao sò đỏ ngon không? Không. Nhưng mà nó cũng ngon theo cách của nó. Nhưng mà thích nhất là cá hồi. Tại vì bà bị thích cá hồi quá. Đúng rồi. Nên là bà thấy mấy cái kia cũng ngon nè. Chứ thật ra nha mấy bạn, ở bên Nhật á là cá hồi này nè lẻ hơn là các con cá khác nữa. Đúng hả? Ở đây thì mình lại bán rất là mắc nha. Nhưng mà ở bên Nhật á thì đây là một con cá rất là rẻ, giá rất là rẻ. Ok mọi người ơi, thì nói chung là mình chủ yếu làm clip ngày hôm nay là để ăn thử cái món này và để ăn mừng 500k subscribe. Thì cũng sẵn là gửi lời cảm ơn đến mọi người luôn, chứ không phải là ngồi chủ yếu ăn dĩa này. Nên là bây giờ mình sẽ kết thúc clip để xử lý nó sau. Nhưng mà bây giờ mình gửi lời cảm ơn đến tất cả các bạn một lần nữa là các bạn đã ủng hộ kênh, ủng hộ kênh của mình. Lấy giọng. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mong là các bạn sẽ còn ủng hộ mình dài và nhiều hơn nữa. Và các bạn muốn mình quay những cái nội dung gì hoặc là chủ đề gì thì các bạn hãy nhớ comment ở phía dưới luôn. Mình sẽ đọc và lựa ra cái nào hay thì mình sẽ thực hiện theo. Ok, bây giờ thì bye bye. Bye bye. Ăn nhớ thì tiền má ơi. Đi về đi. Không ăn nữa mà. You